Xin chào quý vị và các bạn. Hiện nay áp cao lạnh lục địa tiếp tục suy yếu chậm, nhiễu động trong đời gió đông trên cao cũng suy yếu dần. Do vậy mà thời tiết Bắc Bộ khá là ít mây, ban ngày trời có nắng dịu, chiều tối thì một vài nơi có mưa nhỏ với lượng mưa hầu như là không đáng kể. Nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 20 cho đến 32 độ. Vùng núi có nơi nhiệt độ về đêm giảm xuống dưới 20 độ, trời lạnh. Dọc theo các tỉnh thành miền Trung, thời tiết trong 24 giờ tới có xu hướng tốt lên, mưa chỉ còn xảy ra ở diện vài nơi, tình trạng mưa vừa mưa to cũng hầu như không còn nữa. Ban ngày trời có nắng trở lại, nhưng với cường độ không mạnh nên mức nhiệt cao nhất duy trì dưới 33 độ. Các hoạt động du lịch ở miền Trung sẽ thuận lợi hơn, không những cho những dịp cuối tuần này mà còn kéo dài đến những ngày đầu tuần tới. Thưa quý vị, là một tỉnh thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ, Phú Yên có ba mặt giáp núi và hệ thống sông, đầm, vịnh, hải đảo rất đa dạng. Điểm đến này hiện vẫn còn nhiều những thắng cảnh đẹp và hoang sơ cũng như là đầy bí ẩn, không chỉ cho du khách cơ hội đắm mình vào biển xanh mà Phú Yên còn là chốn phiêu lưu lý tưởng dành cho các tay phượt trẻ. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với các tỉnh vùng cao Tây Nguyên. Nơi đây thời tiết đang có dấu hiệu chuyển xấu đi, nguyên nhân là do rãnh thấp mờ ở phía Nam đang có xu hướng nâng dần lên phía Bắc và chi phối nhiều hơn đến khu vực này. Mưa dông sẽ tăng lên cả về diện và lượng, có nơi sẽ xuất hiện mưa vừa, mưa to và dông. Trong cơn dông cần đề phòng sấm sét, lốc xoáy và gió giật mạnh. Thời tiết ở Tây Nguyên trong dịp cuối tuần này không được thuận lợi lắm cho du lịch. Ở Nam Bộ, do ảnh hưởng của rãnh thấp đi ngang qua khu vực nên thời tiết tại đây khá xấu, đặc biệt ở các tỉnh miền Đông, với tình trạng mưa xảy ra trên diện rộng vào thời điểm trưa và chiều tối, có nơi có mưa vừa, mưa to và dông, kèm theo các hiện tượng thời tiết nguy hiểm nên quý vị cần lưu ý. Do mưa tăng trùng với chu kỳ chiều cường lên nên có thể gây ngập úng cục bộ trên các tuyến đường trũng thấp ở các thành phố lớn, gây khó khăn cho các phương tiện tham gia giao thông vào giờ tan tầm buổi chiều. Thời tiết các vùng du lịch trong đất liền và hải đảo sẽ được dự báo tiếp sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Đầu tiên chúng ta cùng đến với khu vực vùng núi Tây Bắc. Tại Sapa có mưa nhỏ vài nơi, ngày nắng, trời chỉ lạnh về đêm và sáng, với nhiệt độ trong ngày tăng lên mức từ 15 cho đến 23 độ. Tại Tam Đảo không mưa, ngày nắng với nhiệt độ dao động từ 18 đến 26 độ. Thành phố Điện Biên không mưa, ngày nắng, nhiệt độ phổ biến trong khoảng từ 20 cho đến 30 độ. Thời tiết ở khu vực phía Đông Bắc Bộ trong 24 giờ tới khá là lý tưởng cho các hoạt động ngoài trời và của du khách. Ban ngày thì trời có nắng nhẹ, đêm không mưa, nhiệt độ duy trì ở mức mát mẻ. Tại Hà Giang, Hạ Long và cả Hải Phòng, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 24 độ và cao nhất là từ 31 đến 32 độ. Xuống đến khu vực Bắc Trung Bộ, thời tiết nơi đây tốt dần lên nên thuận lợi hơn cho các hoạt động tham quan của du khách. Tại Sầm Sơn và Phong Nha - Kẻ Bàng, trời khô ráo không mưa, ban ngày có nắng dịu, với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 24 đến 25 độ và cao nhất là từ 31 đến 32 độ. Tại thành phố Huế có mưa rào nhẹ và dông, với nhiệt độ trong ngày không quá là 30 độ. Đối với khu vực miền Trung ở phía nam của đèo Hải Vân, thời tiết duy trì với mây thay đổi, mưa rào và dông chỉ xảy ra vài nơi vào khoảng chiều tối. Tại Đà Nẵng và Hội An, nhiệt độ thấp nhất là từ 23 cho đến 24 độ và cao nhất đều phổ biến là 30 độ. Tại Bà Nà thì nhiệt độ thấp hơn, dao động trong khoảng từ 18 đến 26 độ. Dọc theo các khu vực biển Nam Trung Bộ, thời tiết tại đây khá tốt vào ban ngày nên các hoạt động du lịch có thể diễn ra bình thường. Tuy nhiên vào lúc chiều tối thì du khách cần đề phòng những cơn mưa dông bất chợt ở Mũi Né và Vũng Tàu có thể gây gió rất mạnh. Đêm nay và ngày mai thì nhiệt độ tại các nơi này duy trì ở mức từ 24 cho đến 32 độ. Đối với khu vực vùng cao Tây Nguyên, hoạt động du lịch diễn ra không mấy thuận lợi bởi thời tiết nơi đây có mưa rào và dông vào đêm và chiều tối. Nhiệt độ trong ngày giảm, tại Pleiku nhiệt độ dao động từ 18 đến 28 độ, tại Buôn Ma Thuột nhiệt độ phổ biến từ 21 đến 29 độ và ở Đà Lạt nhiệt độ vào khoảng 16 đến 24 độ. Thuộc khu vực Nam Bộ nên thời tiết ở Tây Ninh, thành phố Hồ Chí Minh cũng như là U Minh duy trì mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và dông kèm theo gió giật mạnh, còn ban ngày có nắng gián đoạn với nhiệt độ thấp nhất vào khoảng 24 đến 25 độ và cao nhất phổ biến từ 31 đến 32 độ. Cuối cùng chúng ta sẽ ra tới hai điểm du lịch biển đảo ở phía Nam. Đầu tiên sẽ là Côn Đảo, tại đây trời nhiều mây, có mưa dông rải rác với gió đông bắc cấp 3, cấp 4, biển bình thường, nhiệt độ trong ngày vào khoảng 25 đến 31 độ. Tại Phú Quốc trời nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ, biển êm, với nhiệt độ trong ngày duy trì ở mức từ 25 đến 32 độ. Cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin thời tiết du lịch của VTC14. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.